Luật nghị, Mỹ Nam bao trưởng với chuyện tình hai thập kỷ suýt lung lay vì Phạm Băng Băng. Tình cảm trong làng giải trí luôn được xem là thứ tình cảm mong manh, khó bền chặt và dễ dàng đổi thay. Nhiều cặp đôi từng thề non hẹn biển sướt mướt trong hôn lễ, vậy nhưng chỉ sau một khoảng thời gian chung sống bên nhau, công chúng lại vỡ mộng bởi những màn đấu tố căng thẳng, cùng tờ giấy ly hôn đã ký xong xuôi. Tuy vậy, trong showbiz vẫn còn một cặp đôi khiến công chúng phải ngưỡng mộ và suýt xoa bởi chuyện tình đẹp như cổ tích. Hơn hai thập kỷ bên nhau, vẫn giữ tròn lời thề lúc mới yêu, đó chính là Luật Nghị và Bảo Lôi. Nổi tiếng từ tuổi mẫu giáo. Luật Nghị sinh năm 1976 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong một gia đình bình thường với bố mẹ là công chức bình thường. Nam tài tử như sương như mưa lại như gió, bén duyên với nghệ thuật từ khi mới lên năm, lúc tham gia bộ phim điện ảnh Tuyên Thủy Đinh Đồng của đạo diễn Thạch Hiểu Hòa. Được đặt cách vào Học viện Thiếu Nhi Thượng Hải, nhưng phải nhờ sự thuyết phục từ nhà trường mà bố mẹ Luật Nghị mới đồng ý cho anh theo học khi chưa tốt nghiệp phổ thông. Từ đây, khán giả biết đến anh nhiều hơn với vai trò một diễn viên trẻ triển vọng. Năm 1995, mặc dù đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng Luật Nghị vẫn ký danh theo học Học viện Hí kịch Thượng Hải theo yêu cầu của gia đình. Năm 1998, sau thành công của Không Thể Nhắm Mắt với vai Tiêu Đồng, Luật Nghị đã chính thức được khán giả yêu mến và công nhận, không chỉ bởi đồ điển trai chuẩn hàng sái mà còn bởi tài năng diễn xuất thực sự. Và bởi vậy, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Ưng lần thứ 18 là phần thưởng xứng đáng dành cho tài năng của anh. Không giống như một số đại diện của hàng ngũ soái ca lấy nhan sắc cực phẩm làm thước đo cho sự nổi tiếng, Luật Nghị với tài năng diễn xuất của mình đã chinh phục khán giả không chỉ bởi dòng phim đậm chất ngôn tình lãng mạn mà còn rất thành công ở dòng phim chính luận. Từ Gia Cát Lượng trong Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bao Chưởng trong Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên phần 2 đến Gián Điệp Yêu Nước Chu Thiết Sơn trong Yên Chi. Đôi kim đồng ngọc nữ nên duyên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng là sinh viên khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Thượng Hải, Luật Nghị và Bảo Lôi trở thành cặp đôi phim giả tình thật sau khi hợp tác trong một đoạn phim ngắn khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời điểm đó, Luật Nghị bị thu hút bởi cô gái có khí chất an tĩnh, điềm đạm và nhanh chóng rơi vào lưới tình với người đẹp. Đối với bạn bè cùng trang lứa, Luật Nghị Bảo Lôi được coi như một đôi tình nhân kiểu mẫu. Một người bạn học chia sẻ, ngày ấy trong lớp có rất nhiều người bạn nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng hai người lại là cặp đôi hiếm hoi còn mặn nồng cho tới tận bây giờ. Nếu cả hai chia tay, rất nhiều người trong chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Nam diễn viên Nhậm Tuyền, người bạn thân thiết của Luật Nghị từng khiến netizen cười nghiêng ngả khi chia sẻ lại tình yêu thuở gà bông của cặp đôi này. Có lần, tôi và Bảo Lôi diễn thử một cảnh trong phim. Thấy tôi ôm Bảo Lôi, cậu ấy vội chạy đến kéo tay tôi ra và nói, cậu đang làm gì vậy? Không được động vào Bảo Lôi. Bảo Lôi là của tớ. Khi đó, cả tôi và Bảo Lôi đều vô cùng ngỡ ngàng vì không nghĩ tính tình cậu ấy lại trẻ con đến vậy. Tình yêu bền vững giữa showbiz thị phi. Khi mới ở bên nhau, cả hai đã hẹn ước rằng cả cuộc đời này sẽ luôn ở bên nhau trong mỗi dịp sinh nhật, không bao giờ rời xa. Ngỡ tưởng đó là lời hứa trót lưỡi đầu môi. Ấy vậy, cặp đôi này vẫn giữ vững được lời hẹn ước bao năm qua, bất chấp bao sóng gió trong làng giải trí. Kể cả khi Luật Nghị vui sáng thành sao nhờ bộ phim Quyết Không Nhắm Mắt, vượt mặt Bảo Lôi cả về danh tiếng lẫn sự nghiệp, tình cảm của họ cũng chẳng hề bị phai nhạt bởi tiền tài danh vọng hay những cám dỗ của làng giải trí thị phi. Ngược lại, chuyện tình của họ càng thêm phần thấm thiết. Với gương mặt điển trai, diễn xuất tốt, Luật Nghị nhanh chóng trở thành ngôi sao hot nhất nhì Trung Quốc một thời, còn Bảo Lôi thì chỉ là một diễn viên chẳng mấy tên tuổi. Tháng 8 năm 2001, tại bữa sinh nhật của Bảo Lôi, cặp đôi chính thức công khai tình cảm và được cả làng giải trí Hoa ngữ gửi lời chúc phúc. Vậy nhưng sóng gió cũng bắt đầu từ đây. 4 năm sau ngày công khai chuyện hẹn hò, một trang thông tin lại có bài viết với thuyết âm mưu cho rằng đây là Bảo Lôi cố tình công khai tình cảm để níu kéo người tình đang trên đà thăng tiến. Tờ báo này cho rằng có lẽ vì sợ Luật Nghị bị các mỹ nhân trong làng giải trí quyến rũ nên Bảo Lôi nghĩ kế trói chân. Biết được điều này, bạn gái Luật Nghị buồn tủi tới rơi lệ, còn nam diễn viên vô cùng tức giận. Khi tôi đọc bài báo này, phản ứng đầu tiên là gọi điện cho Bảo Lôi vì sợ cô ấy sẽ đau lòng. Chúng tôi ở bên nhau đã 10 năm, cô ấy là người như thế nào tôi biết rất rõ. Cô ấy rất thiện lương, thông minh, tinh tế nhưng vô cùng mong manh. Thế nhưng bài báo kia lại hình dung cô ấy như một người phụ nữ xáo quyệt và tâm cơ. Tôi sợ cô ấy khó mà chịu đựng được, chẳng ai muốn bạn gái mình bị người khác nói như vậy. Thật thiếu sót nếu không nói đến sự hy sinh của Bảo Lôi. Xinh đẹp, diễn xuất tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, nên sau khi ra trường, cô là một gương mặt ngọc nữ được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cô chọn cách ở bên Luật Nghị nhiều hơn, làm con dâu hiếu thuận của mẹ chồng, làm vợ và làm mẹ của Mỹ Nam hàng đầu Trung Quốc hơn là phát triển sự nghiệp.
vốn có thể tiến xa hơn nữa trong làng giải trí phù hoa, nhưng Bảo Lôi được nhiều người biết đến với mối tình ngọt ngào 22 năm với Lục Nghị thay vì một diễn viên nổi tiếng xứ Trung. Suốt nhiều năm bên nhau, nhiều lần Bảo Lôi bị chỉ trích là kẻ phe người yêu, mượn danh tiếng của Lục Nghị làm bàn đạp để thăng tiến trong sự nghiệp. Dù vậy, cô chưa bao giờ lên tiếng để giải thích, chỉ nỗ lực thực hiện tốt công việc của mình. Nổi tiếng với tài năng và vẻ ngoài nam thần, Lục Nghị không ít lần dính tin đồn tình cảm với các cô gái khác. Vậy nhưng Bảo Lôi lúc nào cũng sẵn sàng ở bên làm điểm tựa cho Lục Nghị, cũng như tin tưởng anh vô điều kiện. Có lẽ đây chính là bí quyết giữ lửa hạnh phúc của cặp đôi. Những tưởng cả sự nghiệp của Lục Nghị sẽ nói không với scandal. Tuy nhiên, vào thời điểm tên tuổi của Lục Nghị đã đứng trong hàng ngũ ngôi sao hạng A, nam tài tử 43 tuổi bỗng vướng phải scandal không đáng có. Cụ thể, vào thời điểm làng giải trí Hoa ngữ xôn xao với thông tin chẳng hay ho về đoàn phim Vân Trung Ca của biên kịch Vàng Vũ Chính. Theo đó, nam diễn viên Thẩm Thái, người trước đó có tên trong danh sách diễn viên Vân Trung Ca, đã hành hung Vũ Chính và tố cáo biên kịch Vàng là kẻ gian xảo, bị đồng tiền điều khiển. Nguyên nhân sâu xa của scandal tai tiếng này là vì Vũ Chính đã gạt Thẩm Thái ra khỏi Vân Trung Ca để nhường vai cho một diễn viên có thế lực. Theo thông tin mới được cập nhật từ đoàn làm phim thì nam diễn viên có thế lực đó chính là Lục Nghị. Chính vì lẽ đó, tin đồn về việc Lục Nghị dùng tiền mua vai diễn lan truyền khắp các trang mạng vào thời điểm đó làm ảnh hưởng không ít tới hình tượng mà nam tài tử đã xây dựng bấy lâu. Trước tin đồn này, nam tài tử như sương như mưa lại như gió hoàn toàn giữ im lặng và không lên tiếng phản hồi. Cuộc hôn nhân yên ấm, tài sản trao trọn cho bà xã quản lý. Năm 2006, Lục Nghị và Bảo Lôi chính thức về chung một nhà sau 8 năm gắn bó. Sau khi kết hôn, Bảo Lôi rút khỏi làng giải trí, dành trọn vẹn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Cô sinh cho ông xã hai nàng công chúa xinh đẹp và thông minh. Có thể nói, dù theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lỡ sự nghiệp nhiều hứa hẹn dang dở, nhưng điều mà Bảo Lôi khiến nhiều cô gái ghen tị đó chính là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững trước sóng gió. Vì lý do công việc, đôi khi Lục Nghị thường xuyên vắng nhà, bận tối mắt tối mũi với những dự án phim, không có nhiều thời gian bên vợ. Dù vậy, tình cảm của hai vợ chồng vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Không chỉ hết lòng yêu chiều vợ con, Lục Nghị còn tin tưởng giao hết tài sản của mình cho bà xã quản lý. Khi tham gia show truyền hình, nam diễn viên Bao Thanh Thiên này khiến dân tình ghen tị đỏ mắt khi gọi điện cho Bảo Lôi và thân mật gọi cô là Bảo Bối. Lục Nghị từng bộc bạch, anh là người rất truyền thống trong chuyện tình cảm, vô cùng trân trọng nữ kia của mình. Tính ngưỡng của tôi trong chuyện tình yêu là có thể cùng bà xã bên nhau trọn đời cho tới lúc răng long đầu bạc. Drama từ trên trời rơi xuống. Năm 2018, cả showbiz chấn động khi Thiệu Tiểu Sang, diễn viên đóng thế của Trương Tử Di và cũng là người chuyên nói xấu Phạm Băng Băng, đã lên tiếng tố nữ hoàng Thủy Phi là kẻ thứ ba. Phạm Băng Băng chen chân vào cuộc hôn nhân của Lục Nghị, khiến cho bà xã anh ấy suýt phải tự sát. Lục Nghị từng muốn ly hôn để cưới Phạm Băng Băng. Lúc đó, Phạm Băng Băng đã nhận điện thoại ngay trước mặt tôi và nói: "Không được, bà xã anh yêu anh như vậy, chuyện này sẽ ép cô ấy tự tử mất." Đây không phải lần đầu tiên Phạm Băng Băng bị nghi có mối quan hệ đặc biệt với Lục Nghị. Vào năm 2007, Thiệu Tiểu Sang từng cho biết Phạm Băng Băng tỏ ra vô cùng yêu mến tài tử họ Lục. Đây là điều mà rất nhiều người trong showbiz đều biết. Khi quay phim, họ cũng có nhiều hành động thân mật vượt mức bình thường. Hơn nữa, Thiệu Tiểu Sang còn cho hay nữ diễn viên họ Phạm từng tìm thầy bói, lấy bát tự, ngay sinh giờ sinh của Lục Nghị ra để tính chuyện trăm năm. Giới truyền thông cũng đưa ra nghi vấn tình cảm giữa nữ hoàng Thị Phi và Lục Nghị sau khi họ hợp tác với nhau trong hai tác phẩm liên tiếp là Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên và Nhất Kiến Trung Tình. Tuy nhiên khi đó, cả hai bên đều phủ nhận tin đồn. Trong khi netizen đang nửa tin nửa ngờ với drama cực sốc này, Bảo Lôi đã đăng bài viết khẳng định tin đồn không có thật, cô vẫn đặt tròn niềm tin vào người đầu gối tay ấp với mình. Phía Phạm Băng Băng cũng chẳng phải dạng vừa khi đâm đơn kiện kẻ tung tin và giành chiến thắng trước tòa. Scandal này chỉ là một trong những sóng gió mà vợ chồng Lục Nghị phải đối mặt trong hơn hai thập kỷ gắn bó bên nhau. Bất chấp bao lời đồn thổi, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhìn lại chặng đường trắc trở hay hôn nhân đầy thị phi của những hoa đáng, tài tử showbiz như Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Triệu Vi, Châu Tấn, Huỳnh Hiểu Minh hay Lưu Khải Uy, chắc chắn ai nấy sẽ đều thấy ngưỡng mộ thiên tình sử của cặp vợ chồng vàng Lục Nghị Bảo Lôi. Có thể mối tình của Bảo Lôi Lục Nghị không ồn ào, sôi nổi như nhiều cặp đôi khác, nhưng cách vượt qua bao mưa gió bão bùng để giữ vẹn hạnh phúc của gia đình đã khiến nhiều người hâm mộ cảm động. Chỉ có thực sự tin tưởng, trân trọng với trọn vẹn trái tim yêu, cả hai mới có thể ở bên nhau dài lâu tới vậy.